chào cả các bạn. Chào các bạn đã đến với kênh Hai Vlog. Nào hôm nay chú thấy mấy đứa ở nhà quay clip cũng khá là ok á. Chú đi lo cho con có mấy ngày mà ở nhà cũng quay được hai clip cho các bạn xem luôn ha. Mà chú thấy tụi con quay được không chú? Tụi con ở nhà câu quá trời cá luôn. Mày quá trời cá luôn ha. Hay bắt bảy cho. Ừ, bữa hôm đó bắt bảy mà không cho hai con cá là bữa đó đói luôn rồi đó. Hồi bữa hổm đó câu lên cá lên cho chị Ly đó. Rồi sao? Mày ăn không hết mày không nhớ gì mày. Ừ, bữa đó quên mày ơi. Ủa vậy là bữa nhà chị là câu hay là sinh? Câu với sinh gì vậy đây? Bữa đó giật đứt hết 10 lứa câu luôn đâu ra mà sinh vậy. Thôi nói chung vậy là tốt rồi. Chú đi có 2 ngày thôi mà ở nhà đã thực hiện được 2 clip cho mọi người và các bạn cùng xem rồi. Mọi người và các bạn nhớ ủng hộ cho các em nha mọi người. Hôm nay giờ là hay bây giờ chú sẽ dắt mấy đứa nè. Dạ. Đi sinh tồn tiếp nha. Dạ. Đã chờ chú nói giỡn thôi nha. Hôm nay chú sẽ dắt cho mấy đứa đi nè, đi ăn nè. Còn có tiền nè, chịu không? Dạ chịu. Đâu ai chịu ra tay coi. Hai ba luôn. Chịu nhanh với ta. Thôi hôm nay chú sẽ dắt cho mấy đứa nè đi ăn hủ tiếu. Dạ. Yeah. Ok không? Yeah. Người cuối cùng còn ăn hủ tiếu sẽ được đó là 1 triệu đồng. Yeah. Ok, không cần chần chờ nữa thì chú sẽ dắt mấy đứa đi đến cái nơi này gọi là hủ tiếu để chú cháu mình cùng ăn và lấy tiền nha. Let's go. Rồi mấy đứa đã chuẩn bị hết chưa? Dạ rồi. Rồi lên đường thôi. Ê, cái gì dạ? Trời ơi, đây hàm răng, đây hàm răng nữa không? Bạn chỗ nào dữ hả? Bạn chỗ này nè bạn. Trời ơi, bạn này ghê hả ghê. Thôi, bây giờ thì chú cháu mình sẽ bắt đầu và lên đường thôi nha mấy đứa. Dạ. Ok, let's go. Rồi, nhanh đi chú ơi. Đói lắm rồi. Ê Ly ơi, mày nhắm mày ăn được mấy tô? Thì hết sức thôi, vì không nhớ hồi lúc mà trứng hụt vịt tao thắng mày hả? Trứng hụt vịt lộn mày hả? Mày ăn được có mấy chứ, mấy trứng à? Ăn hơn thì ơi. Ê, cái bụng mày nhỏ xíu gì nhắm mày ăn được mấy tô? Dạ, anh bụng anh thử đi. Bụng anh cũng cỡ bụng em không à, anh nhắm anh nó thắng à nổi em mà. Đã hên sao mày? Cỡ nào? Chắc 5 tô á. 5 tô à? Bụng này không biết nổi 2 tô không á. Rồi để xem coi nào ăn nhiều hơn. Chờ đi. Ừ. My, gì? Nhưng mà hủ tiếu thơm chứ mày. Đói mà sao không thơm được. Hôm nay tao nhất quyết ăn cho đã một bữa nè. Ừ mày gán ăn đi nha, làm sao đừng nổ bụng được rồi. Mày yên tâm đi, tao chấp hết. Trời ơi, ai ăn nhiều đâu, ai ăn nhiều đâu. Để coi ai là người ăn nhiều thì quyết định sẽ còn chờ phút gì cuối cho mấy đứa. Dạ. Giờ chưa biết ai thắng ai đâu. Ở đây nha các bạn. Mình đã chuẩn bị số 1 hủ tiếu, số 2 là hủ tiếu mì, số 3 là hủ tiếu hành thánh, số 4 là hủ tiếu khô, số 5 là hủ tiếu mì khô, số 6 là hủ tiếu mì hoành thánh nha mấy đứa. Dạ. Ok, bây giờ thì từng người sẽ lắc, ai lắc được gì ăn cái đó. Dạ. Ok không? Rồi bây giờ thì chú xin cho mì trước đi, từ bên đây qua luôn. Ước gì vô tô hủ tiếu thường nha. Số 6 là gì đây? Hủ tiếu mì hoành thánh. Chúc mừng mì. Hủ tiếu mì hoành thánh. Tiếp tục là tới mì nè. Con sao không được, tùy duyên. Tùy duyên hả? Vô đi. 3. Số 3 là hủ tiếu mì hoành thánh. Ở đâu có mì? Hủ tiếu hoành thánh. Hủ tiếu hoành thánh rồi nha. Ok. Mì ước được gì khác? Tao ước được tô hủ tiếu thường thôi mì ơi. Nè đắt đi. Vô cái số 1 cái. Số 1. Số nào? Số 5 là hủ tiếu mì khô. Ok. Hủ tiếu mì khô cho cá. Quá tuyệt vời. Tới tiếp theo là tới. Bình thường thôi chú em. Quá ước gì? Hủ tiếu bình thường. Ờ hủ tiếu bình thường. Vô anh em. Số 5. Chung số phận này, chung số phận này. Hủ tiếu mì khô. Chung số phận luôn nha. Đây đây mở chứ coi nãy coi. Phải số 5 không? Số 5. Đúng rồi, số 5. Ok. Ok, số 4 hoặc là số 1. Số 1. Yeah. Chúc mừng Khánh Kỵ, số 4 là gì? Hủ tiếu khô. Hủ tiếu khô. Đúng như Khánh Kỵ đã mong muốn rồi các bạn. Chưa? À, bên đây mà. Tới Ly, tới Ly. Rồi, tới Ly. Thích gì mày? À, vô gì ăn đó thôi à. Rồi, số 6 luôn nè. Nói chuyện à. Từ từ, để số 6 luôn nè. Mày dở ra đây. Số 2. Số 2 là hoành thánh đi vậy? Hủ tiếu mì. Ok. Hủ tiếu mì là rồi. Hủ tiếu với mì luôn hả? Rồi đúng rồi, hủ tiếu với mì là hủ tiếu nước á. Rồi bà để chú coi coi cái này là hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì. Hủ tiếu khô. Hủ tiếu khô. Hủ tiếu mì khô. Hủ tiếu mì khô. Hủ tiếu hoành thánh. Hủ tiếu hoành thánh. Hủ tiếu mì. Hủ tiếu mì hoành thánh. Ok. Chờ chú chút xíu nha. Dạ. Có lên liền.
Rồi, tất cả xong chưa? Rồi. Rồi thì bắt đầu thôi, cho đến 1, 2, 3 là bắt đầu ăn nha. Dạ. 1, 2, 3, trận chiến bắt đầu. Khánh Thị làm cái hết nửa tô rồi còn gì nữa. Để coi hôm nay ai là người cuối cùng các bạn. Phỏng vấn Khánh Thị chút xíu coi, anh thấy cảm giác sao Khánh Thị? Ngon quá chú em. Quá ngon luôn đúng không? Rồi tới ly sao rồi? Ngon chú em. Tô đầu tiên này thấy các tuyển thủ ăn cực kỳ ngon nha các bạn. Sao rồi Bi? Không còn gì ngoài từ ngon đó phải không? Tới Mi sao rồi? Lắm chú. Hai Mi này nhiều khi dễ lộn đó nha các bạn. Ở đây là Hà Mi và ở đây là Tường Mi nha. Ok. Ăn gì dữ rồi mày? Không nhanh tôi thắng mày được. Tao chơi nghẹn luôn giờ thắng gì? Đúng rồi đó, mày nói đúng rồi đó khá. Ngồi cho nó nghẹn nó thua luôn. Thua chứ mày nhờ. Thấy mày ăn mà tao no luôn. Thở ra nhanh chứ Khánh. Ơi. Nhanh vậy có thời gian nghỉ. Mới hút cái gì lên hết cho luôn. Ê. Ê. Anh bật chế độ gì vậy? Còn. Bật chế độ tàn hình nữa nha mày. Anh nhanh chứ Khánh. Khánh ăn chiến sát hủ thì trời. Thôi là trời mày hết chóng rồi đó Khánh ơi. Mày lo ăn đi thua bây giờ nè. Nhìn mày ăn cái tao muốn no luôn rồi đó. Thấy mày ăn tao thì mày ăn nhanh hơn tao chứ vậy? Biết không? Chào. Thấy anh Khánh ăn nhanh quá tao phải vừa Khánh Khánh chứ. Mày có thể thắng tao nhưng mà không bao giờ mày thắng được Khánh đâu. Mấy đứa đừng có lo, 30 chưa phải là Tết đâu. Khánh ăn nhanh coi chừng xíu nó no trước á. Mày lo mày đi kìa, tao thấy tô mày còn đầy kìa. Rồi, bây giờ thì mời Tiểu Nhi dẹp giùm mình một số chén này nha Tiểu Nhi. Tiểu Nhi. Rồi, để có Tiểu Nhi nha các bạn. Ba con mày chứng. Này, chuẩn bị chơi dùng máy coi. Chị ly chưa xong á trời. Trời ơi chị ly. Từ từ coi là người gấp chứ hả? Mày tính ra đi, còn 5 thằng trời có 1 thằng đó. Nhanh lên nè chị ly. Cố lên nào. Cố lên. Quá trời dồn mày, dồn dữ lắm rồi. Dồn. Đúng rồi. Bây giờ chú sẽ đếm, bắt đầu đếm ngược cho ly nha. Tại vì các tuyển thủ đang xong. 5 4 3 2 1 Rồi quay. Ok, vậy là Ly cũng đã kết thúc cuộc thi của mình ở vòng thi đấu tiên này nha các bạn. Ok, vậy là bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vô vòng thứ 2. Xí ngầu đâu? Cuộc xí ngầu bắt đầu. Bây giờ thì người được rắc đầu tiên đó là Khánh Thị nha các bạn. Được cái vé ấy rồi chú em. Cái vé hả? Cái vé kiểm kê hả? Dạ. Đây cái vé kiểm kê là được món gì các bạn ơi? Đây nằm đây nha. Một lá này, hai lá này thôi chứ đừng có vô nào nữa. Rồi ok, trong đó là vô cái gì thì mình ăn cái đó nha. Sao? Hủ tiếu, mì, hoành hánh cho Khánh Thị. Ok, tiếp tục tới à. Tới à, ai? Tới à. Quả. Mì. Gì mới tối đầu tiên đòi đánh được con? Ước gì được gì mì? Ước vô gì vậy dễ ăn chứ mì. Rồi vô, cái gì dễ ăn đâu. Coi chừng ra ly nước mía luôn nè, ngon dữ nè. Cái này ngon á. Ừ. Rồi, đi với Khánh Thị luôn. Sao đúng rồi các bạn. Mày. Vậy là cái gì tô giống nãy đâu vậy? Rồi. Tao quá. Để chúng mình đây. Ước gì gì quá. Số 4 này, số 4 ngon nhất. Tụi mày coi đây sẵn luôn nè. Số 1. Hủ tiếu. Ngon luôn. Trời. Đây. Số 1 đi. Tôi thả ước gì? Số 1 nè. Rồi. Không lên số 1 nè, mình thồn mình ăn nè. Số 5. Số 5. Số 5. Số 5. Hủ tiếu mì kho. Ok luôn. Bảy quá. 20.000. Hai. Hủ tiếu mì. Ok. Ly. Tới ai? Tới Ly. Ly luôn. Đó, tới cháu. Đúng rồi. Lắc đi. Ly lắc sao mà. Một đi chè đây. Đâu ra chứ em, trên đây có chè đâu. Đi chè. Vô đi anh em. Từ từ. Con đi ngừng chứ em.
số 5. Số 5. Là đọc ra chú coi số 5 là gì? Dạ hủ tiếu mì khô. Ờ đúng rồi, hủ tiếu mì khô số 5 cho Ly nha các bạn. Rồi nãy giờ là của ai đâu, nói chú nghe coi, để chú kêu Tiểu Nhi làm coi. Mày. Số 5 hủ tiếu mì khô. Hủ tiếu mì khô. Hủ tiếu mì Hoành Thánh. Hủ tiếu mì Hoành Thánh. Hủ tiếu thường. Hủ tiếu thường. Hủ tiếu mì khô luôn. Hủ tiếu mì. Y như cũ, u như kỹ, ok. Chờ chút xíu. Có món liền. Của mình có rồi nha các bạn. Xong tô này cho tao lên đường quá, nó quá trời luôn. Nhìn mặt tao tỉnh không? Hồi nãy tao nhìn thấy ngon, bây giờ nhìn thấy ngon chứ mày. Thường ăn có con tô rồi, tô thứ hai là mày giỏi rồi đó. Sáng phải chi thì đừng ăn, vậy tao ăn cho mày coi. Biết sáng này tao ăn quá trời luôn á. Thôi ăn đi mày ơi. Nhìn này ngán tới cũng họng luôn, nuốt có nổi đâu mà. Tao đổi món này. Tao có hai món ăn hồi nãy giờ nè. Ngán tới cái cổ họng. Trời ơi, mới đầu nhìn thấy cục nào cũng ngon. Giờ bây giờ thấy cục nào ớn lạnh luôn. Chân nổi với gà luôn rồi nè. Thôi chân cục. Trời trời, tô này hai tô rồi đó. Quay. Ai kìa? Ai đâu? Trời. Bé này tên đông kìa. Đông lắm, ăn đi. Kìa ai nữa kìa. Ê, nhìn mặt kia đi kìa. Trời, đâu có gì đâu. Kìa anh Khánh. Thôi ăn đi. Đi đi ngon mà. Đi. Ăn đi. Ăn đi. Rồi. Quá. Ngon quá. Rồi bây giờ thì vô vòng thi đấu thứ hai nha các bạn. Ly thì được một tô hủ tiếu mì mì khô. Không biết gì đâu. Ok. Còn Khánh Khỉ là một tô hủ tiếu mì Hoành Thánh. Có mì không Khánh? Tô hủ tiếu Hoành Thánh này các bạn ơi. Sorry. Ok. Tới quá được cái gì? Mà tô hủ tiếu Hoành Thánh còn có cái cục gì nè. Chứ cô cua quá đâu. Rồi ai mất kia chứ đúng mày. Ê, anh lấy quen đúng không? Thôi, trả. Ủa? Ê, cái gì kìa? Hai cục luôn hả? Hai cục luôn á. Thôi ăn đi. Thôi ăn đi. Còn Khá thì được hủ tiếu mì khô nha các bạn. Còn My thì được hủ tiếu mì. Còn My vẫn là hủ tiếu Hoành Thánh nha các bạn. Vô đi. Vô đi. Để coi vòng thi đấu thứ hai này tuyển thủ nào sẽ còn sống sót qua cái vòng thi đấu thứ ba nha các bạn. Rồi Ly ăn đi. Ủa sao lúc đầu tôi thấy mày ăn nhanh lắm mà Khánh? Ngon mày, ăn từ từ. Anh Khánh ăn còn dữ vậy thôi, ăn từ từ gì. Sao mày không ăn đi Khá? Mày cho tao thở mày ơi. Ngon lắm rồi đó. Cố lên mọi người ơi. Tụi bay ăn nhanh nha, tao xong rồi đó. Nhanh dữ đại. Anh ơi, anh không đợi anh em đi chơi. Xuống tô cho Khánh Kỵ. Đây, Khánh Kỵ xong rồi nha các bạn. Yeah, chúc mừng Khánh Kỵ đã lọt thi vào vòng thi đấu thứ 3 nha. Sao rồi, hai tuyển thủ lúc đầu căng lắm mà. Chắc gõ quá chú em. Hết chưa rồi hả? My sao? Con không biết luôn. Thôi, hai đứa cố gắng đi. Mày gáy mạnh quá mà. Vô vòng cuối chơi với anh Khánh. Mày gáy mạnh rồi, mày ăn cho coi. Ăn này được, ăn này được. Rồi còn Ly sao rồi? À, cũng hết nổi chú em ơi. Vậy là có khả năng nguy cơ rồi nha các bạn. Để coi coi liệu Ly có ăn hết được cái vòng này để lọt qua vòng thi đấu thứ ba nha các bạn. Ba anh em mình vô top 1. Gán quá, ừ. Ba anh em mình. Đâu? Không khá quá, quá gần xong rồi nha các bạn. Không khá mà. Chạy nước mắt luôn. Sao? Đồ hàng luôn. Chưa. Chưa, phải ăn hết mới được. Ăn hết được đồ hàng nha. Chị đi dễ chứ đi thua quá nữa. Còn Thánh này ảnh gì mà chăn cả gan ở đây rồi. Hành. Rồi ok. Không ăn hành hả? Không, bị vô cùng hành. Con ai xin đầu hàng chú em ơi. Đâu ai đầu hàng giơ tay lên. Rồi My này sao rồi? Đầu hàng chú em. No hả? Ok, hai tuyển thủ loại trực tiếp nha các bạn. Tuyển thủ này đã vô vòng thi đấu thứ 3. Còn liệu rằng Hóa chúng ta có vô được vòng thi đấu thứ 3 hay không? Để chờ xem cái tô này có hết hay không nha các bạn. Hay quá. Quá đã. Ui, gần xong tô thứ hai này nha các bạn. Thích dữ quá. Ngừng cái đây ngừng. Gọi vô rồi. Hay quá, Khá rất là bình tĩnh nha, quá chứ. Khá thì đang cổ vũ cho quá các bạn ơi. Ôi cũng một con bướm. Bướm báo hiệu cho điều lành nha. Lành đó quá. Xong. Lành đó quá nhiều. Và anh ấy đã vượt qua vòng thi đấu thứ hai nha các bạn, Tiểu Nhi. Rồi. Chúc mừng quá nha. Và Khánh Khỉ và Khá được lọt vào vòng thi đấu thứ 3, còn riêng Ly con đầu hàng chú em. Đâu, đầu hàng thì giơ tay lên. Con ăn từ từ chú em chứ. Rồi, đầu hàng. Vậy là tuyển thủ này đã đầu hàng trong cái pha
trận thi đấu vòng 2 nha các bạn. Dạ. Ok, và bây giờ ba tuyển thủ còn lại sẽ bắt đầu vào cuộc chiến để giành được cái giải 1 triệu đồng ngày hôm nay nha. Rồi, bây giờ thì còn lại là ba tuyển thủ nha các bạn, gồm có Khánh Khỉ nè và Quá và Khá nha. Ok, bây giờ người đầu tiên sẽ lắc đó là Khánh Khỉ. Ước được gì Khánh Khỉ? Hủ tiếu khô. Hủ tiếu khô thì nằm ở con số 4 các bạn ơi. Liệu Khánh Khỉ có vô được hay không nha? Có đỏ không? Không đỏ thì xanh. Rồi, 1 nha, 1 được. Hủ tiếu cho Khánh Khỉ. Cũng được. Ok. Số 1 tới tiếp tục là tới Quá nè. Dạ, số 1 bên trên. Để coi con Quá sẽ được cái gì nha các bạn. Quá công nhận là rất là giỏi. Số 1 luôn. Số 1 tiếp theo là người số 1 giống Khánh Khỉ. Khá ước gì? Số 1 đi. Số 1 đó hả? Số 5. Số 5 là gì? Hủ tiếu mì khô. Hủ tiếu mì khô. Ba dòng liên tiếp luôn. Hai hủ tiếu. Hủ tiếu cho Quá và một hủ tiếu cho Khánh Khỉ. Ok. Đây một hủ tiếu mì khô. Rồi ba tuyển thủ chờ xíu. Bắt đầu chưa chú? Vô đi, à, bắt đầu nãy giờ rồi. Táp kìa dữ lắm ơi. Không nóng anh Khánh. Cảnh bây giờ hết biết nóng là gì nữa các bạn ơi. Nổi xương dù nè nha. Coi kìa. Nhìn giờ hèm lại trời. Đi hèm à, không nổi. Vậy mẹ. Cố lên nha anh Khánh. Cố lên anh Khánh ơi. Tin tưởng vô anh ơi. Ngay nước mắt luôn rồi. Rồi. Hai con cà chiến của chị sao rồi? Hai thanh niên bên kia có dấu hiệu rồi. Yên tâm đi. Bên đây ăn từ từ nhưng mà chưa chắc bên kia thắng hơn bên đây đâu. Cố lên Nhân Khá. Cứ yên tâm đi, em sẽ cố gắng hết sức. Tôi hết sức rồi, giờ tôi đuối lắm rồi nè. Dạng lên. Anh đừng cộng lắm không? Mày em đừng cộng biết nè, mấy sao mày? Em có nổi nữa đâu mà. Mày giống tao rồi đó. Cố lên anh Khánh. Anh đúng là con gà chiến luôn á. Gà chiến này chăm sóc dữ lắm nè. Rồi anh sao lắm bóp rồi. Rồi. Nhanh đi. Rồi em đút nước cho anh nha. Trời ơi, anh đâm vô cái ức nó đau quá trời đau rồi. Mạnh lên. Tự ơi, đâm vô ức đau quá. Đợi anh Khánh. Còn nổ anh Khá. Giờ ông hết nổ mẹ. Bơi với vậy. Mà tao uống thì được á. Uống cỡ nào? Cái người nước miếng. Uống thì anh uống giùm em miếng nước này được không? Ai mẹ tôi mày. Sao đâu. Nước khác thì được, nước đó thì ẩu quá. Mở lời. Cánh chị sao rồi? Con cục vịt này mở con không ăn được chú ăn à. Thôi không ăn thì thua luôn đó. Mở không sao ăn. Thôi đi đừng có thua anh Cảnh nữa. Chắc này không được thua anh Cảnh nha anh em. Mở nè. Tay con người. Hấp chưa hết nước nữa kìa. Cho miếng mỡ này bỏ ăn mỡ. Ok. Chơi kìa. Thôi đi. Chậm chế chút xíu nha anh em. Rồi Khánh Kỳ đã xong tô thứ 3 nha. Ngày tay còn Quá sao? Còn hơi khá nhiều nha các bạn. Anh được có mấy gấp à? Còn Khá sao? Cố gắng lên để vào vòng thi đấu tiếp theo để đấu với Khánh chứ. Khánh, em nói anh hai câu anh. Em đâu hàng. Hết. Đâu hàng. 1 triệu về ta. Khánh Kỳ còn đang uống nước được nữa nha các bạn. Còn nào Khá sao? Đâu hàng chú em. Anh nói. Con thì nhắc anh một câu. Đầu hàng. Vậy là người chiến thắng ngày hôm nay đó chính là Khánh Kỳ nha các bạn. Yeah. Chúc mừng Khánh Kỳ là người đã chiến thắng, là người cuối cùng ăn hủ tiếu ngày hôm nay. Được là tô thứ 3 đã chiến thắng nha. Khánh Kỳ ăn thêm không? Dạ không. Thôi làm thêm tô đi Khánh Kỳ. Rồi. Vậy thì hai tuyển thủ này xin cái bọc mang về các bạn ơi, đã dừng lại ở cái tô thứ 3 nha. Dạ. Ly thấy sao khi hai tuyển thủ của mình thua Ly? Ăn nhiều hơn con mà chú em. Yeah, đúng là anh Khánh. Không hổ danh con gà chiến tôi đã chọn. Thôi không có khen nè. Này chiến đấu hay là người chăm ạ? Rồi, hôm nay Ly cảm nhận gì về trò chơi ngày hôm nay? Ngon với lại đã thôi chú em. Cuộc thi ngày hôm nay là ngon đã, nó chưa? No. Quá no phải không? Rồi tới Khá. Ngon hả? Nó chưa? Ngon lắm mà anh nói được cái gì đâu mà chú em. Rồi này xí cái bọc mang về luôn chưa? Dạ. Rồi còn Quá. Con thì ngon, mệt. Còn Khánh Thị. Ngon giờ nhìn thấy luôn. No quá rồi. Vậy cuối cùng cũng là hai người xin cái bọc mang về các bạn ơi. Rồi còn Khánh Thị. Thắng là được rồi chú ơi. Ok, còn là My. Còn con là rất là vui. Mà theo con cảm nhận này là ăn hủ tiếu khô á nó dễ thắng hơn nước chút. Đúng rồi, ở tại hủ tiếu khô ăn nhiều hơn. Còn Hà My. Con thì sợ tới tháng sau. Tới tháng sau hả?
Rồi thưa các bạn ơi, thì bây giờ là người chiến thắng ngày hôm nay không ai khác đó chính là Khánh Thủy nha. Chúc mừng Khánh Thủy. Cảm ơn chú Huyền. Đã nhận thưởng ngày hôm nay là người cuối cùng ăn hủ tiếu mà chiến thắng được cái gọi là người có khả năng ăn hủ tiếu nhiều nhất trong ngày hôm nay nha các bạn. Dạ. Thôi các bạn thấy video hay đừng quên để lại cho chúng mình xin một like, share và đăng ký nha các bạn. Thôi bây giờ thì chú cháu mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Chúc mừng Khánh Thủy nha. Dạ. Thôi bây giờ thì chú cháu mình đi về thôi. Đi về. Còn hai tiểu thụ này thì xin các bạn bye bye.